Bảo hai thằng này thôi dưới 5 tuổi nó không đồng ý. Che können Sie einen Teil davon weg? Die Wände noch an beiden Seiten können Sie vorstellen. Waren damals riesig groß. Meter und 80 Zentimeter groß. Und die wurden mit einer thân đầu bò, người nhưng mà trên đầu là một con bò. Cái này kéo là nó làm nặng cái nhẵn này, cái nó rất nặng. Ở đây cũng là hầm để cho người đầu bò. Đâu? Đấy, đó cái đường hầm này. Nó gần như là ở cái đấu trường La Mã. Đấu trường La Mã của Ý, thế nó bị tàn phá hết rồi. Bố, tại sao phải gọi là sân đầu bò? Người này đầu con bò. Ma sì, la rende uno dei tuoi che non ha. Lâu lắm, một cái cung điện cổ xưa nhất trên thế giới. Em nữ hoàng kìa, chỉ là những cái bãi đá đổ nát thôi, nhưng mà bao nhiêu khách du lịch phương đến cũng nuôi đủ với nền dân ở đây.
dưới kia bị rồi. Ừ. Xưa có cái bức tranh, bức tranh cổ xưa này.
Trong cái nhà trên này. Đi đây. Con ba nghỉ đi. Nghỉ đi, chứ ban nãy bố ở ngoài, chứ con đi vào đấy mà nghỉ đi ra ngoài. Con ba đứng ở chỗ kia cho nghỉ đi. Bên Hy Lạp, các cái thành cổ Hy Lạp bị phá, phá hết.